Ấy con chê to kìa, bạn nhìn kìa. Gần chục cân chê rồi đấy. Úi giời. Hả? Để xử lý nó có che kia nó giúp vào bèo ấy.
phi to đây, của con gì gì? Cái ông bác thính phết này dẫm vào phát hiện ra trai ấy nhỉ. Ốc có chui ở trong chai đúng không? Chui nó ở dưới đất nhưng mà nó hơi khe khá. Ủa, trên này có mấy con kia thế? Hai con, nó có hai con lên đấy đấy. Rút ra vào bèo kia kìa. Chắc một con là rút vào bèo rồi. Hai con, lúc còn một con nó giúp phi ở chỗ bèo kìa. Lắm một con nó chui vào cái khe khe kìa, cái chỗ túi bóng đấy. Kìa chỗ kìa. Nó hai con nó lên.